Thảo Vy xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thế giới 24 giờ cập nhật ngày 6 tháng 2 năm 2024 của đài Sài Gòn Post. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Thảo Vy xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lực lượng Ukraine tại Donetsk tiếp nhận mẫu UAV trinh sát Vác 1 hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả trời mưa tuyết hay sương mù. Bốn bộ thiết bị bay không người lái có khả năng hoạt động trong tất cả các điều kiện thời tiết đã được chuyển giao cho chúng tôi, Vadim Filaskin, lãnh đạo chính quyền quân sự do Ukraine bổ nhiệm tại tỉnh Donetsk cuối tuần trước, cho biết, thêm rằng đây là mẫu Vác 1 Ông Filaskin nhấn mạnh, UAV Vác 1 có thể nhìn thấy rõ kẻ địch trên chiến trường, dù là trong điều kiện băng giá, mưa, tuyết hay sương mù dày đặc. Đây là một thành tựu về công nghệ của Ukraine, quan chức này nhấn mạnh. Theo nhà sản xuất WorldBus, UAV trinh sát VAT-1, có trọng lượng cất cánh 3,7 kg, tốc độ bay 60 km/h, tầm hoạt động 45 km và thời gian vận hành tối đa 120 phút. Thiết bị này sử dụng công nghệ dẫn đường quán tính kết hợp với định vị vệ tinh GPS nên vẫn có thể bay dù bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử. Thân UAV được làm từ nhựa EPP, sợi carbon và composite có thể chống lại hỏa lực từ vũ khí hạng nhẹ. Nó có khả năng hoạt động khi nhiệt độ ngoài trời xuống mức âm 27 độ C. Theo Samuel Bendet, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ, khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết của Vác 1 là bước tiến quan trọng với lực lượng Ukraine, giúp họ có thể tác chiến trong điều kiện hết sức khắc nghiệt và khó lường của mùa đông. Dù vậy, vẫn còn xem liệu mẫu UAV này có thể vận hành đúng như những gì mà Ukraine tuyên bố trong vài tháng tới hay không. Ông nói, UAV, đặc biệt là dòng góc nhìn thứ nhất FPV, hiện là một trong những vũ khí chủ đạo tại chiến trường Ukraine, được cả hai bên sử dụng với tần suất lớn trên chiến trường nhờ ưu điểm giá thành rẻ, dễ sản xuất và có thể gây ra sức sát thương lớn, kể cả với khí tài hạng nặng như xe tăng thiết giáp. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng hiệu quả tác chiến của UAV sẽ bị giảm đáng kể trong mùa đông, đặc biệt là các dòng giá rẻ như FPV nhiệt độ thấp khiến nó nhanh hết pin trong khi mưa tuyết và sương mù gây có thể cản trở việc điều khiển uav do chúng thường phủ kính camera và khiến người vận hành khó quan sát mục tiêu thời tiết quá lạnh còn có thể làm đóng băng cánh quạt của uav Nga dường như đã có sự chuẩn bị trước để đối phó vấn đề thời tiết trong mùa đông. Edward Badasharian, người đứng đầu công ty quốc phòng Aerocon của Nga, tháng 9 năm ngoái cho biết, UAV do nước này sản xuất đã được tinh chỉnh và thử nghiệm kỹ lưỡng để bảo đảm không bị giảm hiệu quả hoạt động dưới thời tiết lạnh giá. Một cú đánh trời giáng vào quân xâm lược thưa quý vị. Tạp chí Kinh doanh Challenge của Pháp có bài báo tiết lộ rằng, sau khi Nga đưa quân sang Ukraine vào tháng 2 năm 2022, kể từ năm 2023, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bí mật nhận máy bay không người lái tầm xa từ công ty Destinus của Thụy Sĩ. Challenge cho biết, người sáng lập công ty khởi nghiệp máy bay không người lái hóa ra là một công dân gốc Nga Mikhail Kokorik. Được biết, tại Liên bang Nga, doanh nhân này đứng đầu công ty khởi nghiệp không gian nổi tiếng Dauria Aerospace. Vị doanh nhân trước đó đã từ bỏ quyền công dân Liên bang Nga của mình, hàng tháng đã cung cấp số lượng máy bay không người lái lớn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Mikhail Kokorik trước đó đã thừa nhận doanh nghiệp của ông đã là một trong những nhà sản xuất máy bay không người lái chính ở châu Âu. Nhà máy mỗi tháng sản xuất hơn 100 máy bay không người lái cỡ lớn và Ukraine là một trong những khách hàng chính của công ty Destinus. Theo quảng cáo của ông Kokorik, sản phẩm của công ty ông là những thiết bị có tính năng lưỡng dụng, có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân dụng. Hiện nay, công ty đang cung cấp cho Ukraine máy bay không người lái LOR, phạm vi hoạt động của chúng dao động từ 750 đến 2.000 km. Tính tổng cộng, kể từ quý 2 năm 2023 tới nay, Destinus đã cung cấp cho Ukraine tới 100 máy bay không người lái tầm xa rẻ tiền. Trong tương lai, lực lượng vũ trang Ukraine cũng sẽ sớm nhận được các máy bay không người lái Hornet và Ruta người đứng đầu công ty cho biết, Hornet là một máy bay không người lái mini tốc độ rất cao, lên tới 300 km/h, nặng chỉ vài kg và có thể đánh chặn máy bay không người lái của đối phương. Còn loại UAV thứ hai là máy bay không người lái phản lực có tầm xa 300 km. Vị doanh nhân gốc Nga này tuyên bố ông đang có kế hoạch thành lập chi nhánh công ty Destinus tại Pháp. Công ty này hiện muốn phát triển máy bay và máy bay không người lái siêu thanh, tốc độ lớn hơn Mach 5 cho cả thị trường hàng hóa và hành khách. Ngoài ra, vị doanh nhân gốc Nga này cũng tiết lộ thêm, công ty Destinus đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất UAV ở Ukraine, để trong tương lai có thể nhanh chóng cung cấp thêm nhiều máy bay không người lái cho thị trường tiềm năng này. Tuy nhiên, ông cũng không đề cập gì đến vấn đề lực lượng vũ trang Ukraine đang sử dụng các máy bay không người lái của công ty mình để tấn công các mục tiêu của Nga. Trong khi đó, giới chức lãnh đạo Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng tất cả những cơ sở sản xuất vũ khí của nước ngoài như của Đức, Pháp đặt tại Ukraine để cung cấp thiết bị cho lực lượng vũ trang nước này chống lại Nga đều bị Moscow coi là mục tiêu tấn công hợp pháp. Do đó, nếu ông Kogoric vẫn quyết tâm xây dựng cơ sở sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine, trong tương lai, rất có thể các nhà máy của vị doanh nhân gốc Nga này sẽ bị hỏa tiễn Nga tấn công phá hủy. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu Joseph Borrell tuyên bố rằng cách nhanh nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất để tăng nguồn cung cấp đạn dược cho Ukraine là ngừng xuất khẩu sang các nước thứ ba. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell ngày 5 tháng 2 cho rằng các quốc gia thành viên EU nên tạm thời ngừng xuất khẩu vũ khí sang các nước khác và tăng cường cung cấp đạn dược cho Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 5 tháng 2 trong chuyến thăm Ba Lan, ông Joseph Borrell đề nghị chính phủ các nước thành viên EU đưa ra quyết định chính trị. Ông nhấn mạnh EU phải hỗ trợ Ukraine trong thời gian dài và đó không chỉ là vấn đề thời gian mà còn là vấn đề số lượng và chất lượng nguồn cung cấp. Ông Borrell tuyên bố rằng cách nhanh nhất, rẻ nhất và hiệu quả nhất để tăng nguồn cung cấp đạn dược cho Ukraine là ngừng xuất khẩu sang các nước thứ ba, và đây là điều mà ông yêu cầu các quốc gia EU thực hiện. Trong khi đó, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky bày tỏ hoàn toàn ủng hộ đề xuất của ông Borrell. Theo ước tính trước đây của Ủy ban châu Âu, 11 quốc gia thành viên có nhà máy đủ khả năng sản xuất đạn pháo 155 ly là Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Pháp, Đức, Hy Lạp, Italy, Ba Lan, Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển. Ông Borrell đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng với chi phí 20 tỷ euro vào năm 2023 nhằm cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự bền vững và có thể dự đoán được, nhưng kế hoạch này nhanh chóng thất bại. Gần đây, ông Borrell đề xuất khoản ngân quỹ bổ sung trị giá 5 tỷ euro cho cơ sở hòa bình châu Âu nhằm đền bù một phần cho các quốc gia thành viên đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ý tưởng này là chủ đề các cuộc đàm phán căng thẳng và kết quả sẽ được thông báo trong những tuần tới. Tại thành phố Gupkin, vùng Belgorod của Liên bang Nga, người ta đã nghe thấy tiếng nổ vào tối nay ngày 6 tháng 2. Nhà chức trách cho rằng có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Điều này đã được RBC Ukraine đưa tin có liên quan đến bức điện của thống đốc vùng Belgorod ở Liên bang Nga, Vyacheslav Gladkov. Người đứng đầu khu vực cho biết thành phố Gopkin đã bị máy bay không người lái tấn công. Theo ông, do máy bay không người lái bị rơi và phát nổ sau đó, bốn hộ gia đình tư nhân đã phải nhận nhiều thiệt hại khác nhau. Được biết, do vụ nổ, cửa sổ bị vỡ, mái nhà, mặt tiền và hàng rào bị cắt, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine. Nhiều tai nạn khác nhau đã thường xuyên xảy ra ở vùng Belgorod của Liên bang Nga, các vụ nổ, tai nạn máy bay trực thăng vân vân. Năm ngoái, hàng không Nga đã nhiều lần vô tình đánh rơi đạn pháo của mình xuống khu vực này. Cùng lúc đó, máy bay Su-34 vô tình thả bom xuống Belgorod. Sau một thời gian, một số mảnh vỡ nữa được phát hiện trong thành phố. Mới đây, ngày 29 tháng 1, máy bay Nga lại thả hai quả bom Pháp 250 xuống vùng Belgorod của Liên bang Nga. Cũng có thông tin cho rằng cùng ngày, một máy bay không người lái của Ukraine đã đâm vào một xe tải chở đạn dược ở vùng Belgorod. Chính quyền Tbilisi tuyên bố đã ngăn chặn kế hoạch buôn lậu một số thiết bị nổ từ Ukraine đến Nga thông qua Georgia. Kế hoạch này được xác định là do công dân Ukraine điều phối, Sáu thiết bị đã được chuyển từ thành phố Odessa của Ukraine vào Georgia vào ngày 19 tháng 1 thông qua Romania, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ trên xe tải loại nhỏ của một công dân Ukraine. Cơ quan an ninh Georgia cho biết những thiết bị này chứa 14 kg C4, một dạng chất nổ dẻo. Cơ quan an ninh Georgia cho biết nhà chức trách đã phát hiện 3 thiết bị nổ tại trạm kiểm soát biên giới chung Georgia-Nga, sau đó tìm thấy 3 thiết bị còn lại ở thủ đô Tbilisi. Theo tuyên bố từ cơ quan an ninh Andrei Sarashizzi, một công dân Ukraine gốc Georgia đã điều phối thực hiện kế hoạch vận chuyển chất nổ. Tuyên bố còn cho biết 7 người Georgia, 3 người Ukraine và hai người Armenia cũng tham gia vận chuyển thiết bị nổ, nhưng không ai trong số họ biết về sự hiện diện của chất nổ trong xe tải. Tbilisi bị cáo buộc tăng cường hợp tác với Điện Kremlin, mặc dù lực lượng Nga đã được khai triển tới các vùng Georgia kể từ năm 2008, khi Moscow xâm chiếm quốc gia Caucasus này. Việc Georgia tăng cường quan hệ với Moscow đã khiến mối quan hệ giữa Tbilisi và Kyiv trở nên căng thẳng. Mối quan hệ này càng trở nên căng thẳng hơn sau khi Georgia bỏ tù cựu tổng thống thân phương Tây Mikhail Saakashvili, người có quốc tịch Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2023, chính phủ Georgia nói phó giám đốc cơ quan phản gián quân sự Ukraine và cựu thứ trưởng bộ nội vụ Georgia Giorgi Lotki Panizi đang âm mưu đảo chính ở Georgia. Vào tháng 7 năm 2023, Kiev đã trục xuất đại sứ của Georgia một năm sau khi triệu hồi đại sứ của mình từ Tbilisi. Cùng tháng đó, Ukraine áp lệnh trừng phạt hãng hàng không hàng đầu của Georgia, Georgian Airways, vì việc nối lại các chuyến bay đến Nga. UAV của dân quân thân Iran nấp bóng phi cơ Mỹ về căn cứ khiến phòng không nhận nhầm mục tiêu và không chặn được vụ tập kích làm chết ba lính. Quan chức ngũ giác đài dấu tên cuối tuần trước tiết lộ lý do phòng không Mỹ để lọt máy bay không người lái UAV của dân quân thân Iran trong cuộc tập kích căn cứ Tháp 22 ở Jordan, khiến ba binh sĩ thiệt mạng hôm 28 tháng 1 Thiết bị bay đối phương nấp bóng UAV Mỹ đang trở về hạ cánh để tiếp cận mục tiêu. Những kẻ tấn công đã nhận thấy cơ hội và lợi dụng triệt để điều đó, quan chức này cho hay. Wall Street Journal trước đó dẫn lời một quan chức nói rằng UAV dân quân đã nấp bóng máy bay không người lái Mỹ, khiến lực lượng phòng thủ bị bối rối do không xác định được mục tiêu đang lao tới là phi cơ đồng đội hay thù địch. Nấp bóng là chiến thuật thường được sử dụng trong các cuộc tấn công đường không khi máy bay quân sự bám sát hoặc bay ngay phía trên phi cơ dân sự hay máy bay quân sự đối phương, khiến hệ thống radar không thể nhận dạng và phân biệt được mục tiêu. Chưa rõ hệ thống phòng không nào được Mỹ khai triển ở tháp 22, nhưng cơ sở này chưa từng bị tấn công và được bố trí lưới phòng thủ mỏng hơn nhiều so với những căn cứ thường xuyên bị dân quân thân Iran tập kích tại Iraq và Syria. Giới chức Mỹ hôm 30 tháng 1 thông báo tăng cường lá chắn phòng không tại tháp 22 để đối phó mối đe dọa từ UAV. Washington cáo buộc lực lượng kháng chiến Hồi giáo tại Iraq, IRI, liên minh gồm nhiều nhóm dân quân thân Tehran, thực hiện vụ tập kích. Mỹ hôm 2 tháng 2 tiến hành cuộc không kích quy mô lớn vào lực lượng đặc nhiệm khác thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cùng các nhóm dân quân được Tehran hậu thuẫn ở Iraq và Syria để trả đũa vụ tấn công. Đòn không kích của Mỹ đã phá hủy hoặc làm hư hại 84 mục tiêu tại hai quốc gia này, nhưng dường như không gây thương vong cho lực lượng Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan ngày 4 tháng 2 cảnh báo đòn trả đũa này chỉ là sự khởi đầu. Tuy nhiên, IRI sau đó tuyên bố tiếp tục phóng rocket và UAV nhằm vào các căn cứ Mỹ tại Iraq và Syria, làm chết ít nhất 5 tay súng người khết thuộc lực lượng dân chủ Syria SDF được Mỹ hậu thuẫn và khiến 20 người bị thương. Ở một diễn biến khác, Mỹ đã gửi thêm các hệ thống hỏa tiễn phòng không vác vai Manpass Stinger tới Đài Loan vào năm ngoái nhằm tăng cường khả năng phòng vệ của hòn đảo, theo Taipei Times. Các đơn vị phòng thủ khu vực trung tâm như quân cảnh, thủy quân lục chiến và các đơn vị lực lượng đặc nhiệm được ưu tiên nhận vũ khí được cấp theo đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA của Mỹ cho phép để tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan, Taipei Times đưa tin hôm 5 tháng 2. Ngoài hỏa tiễn Stinger, gói viện trợ mới nhất của Mỹ cho Đài Loan còn bao gồm 1.000 khẩu pháo M240B, 80.000 bộ thiết bị chiến đấu, hệ thống radar cũng như hệ thống tập huấn hỏa tiễn Harpoon. Stinger là một hệ thống phòng không vác vai thường sử dụng cho bộ binh, nhưng cũng có thể sử dụng từ trên trực thăng với phiên bản hỏa tiễn không đối không Stinger. Stinger có tầm bắn từ 1.000 đến 8.000 mét, kiếp chiến đấu hai thành viên, có thể được khai triển nhanh chóng trên các nền tảng quân sự trong tình huống chiến đấu. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán thiết bị trị giá 300 triệu Mỹ Kim để giúp duy trì hệ thống thông tin chiến thuật của Đài Loan. Bắc Kinh cáo buộc thương vụ bán vũ khí gần đây đã làm suy yếu nghiêm trọng chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hồi tháng 1 thông báo Bắc Kinh sẽ trừng phạt 5 nhà sản xuất quân sự của Mỹ để đáp trả việc các công ty này bán vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ là đối tác kinh tế và quân sự hàng đầu của hòn đảo. Các thương vụ Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan thường là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thay mặt cho ban biên tập, kính chúc quý vị một năm mới giáp thìn 2024, thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.